Câu chuyện Thượng tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã đỡ đẻ thành công, giúp cho sản phụ Giàng Thị Dua, mẹ tròn con vuông trên đường đi công tác, đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, thì vào sáng ngày 8 tháng 7, trên đường đi công tác từ trung tâm huyện Yên Châu tới xã Mường Lượng, thì Thượng tá Nguyễn Minh Tú đã phát hiện cặp vợ chồng người dân tộc Mông đang ngồi bên đường, đoạn đường rừng núi không một bóng người. Ngay lập tức thì Thượng tá Tú đã tiếp cận và phát hiện chị Giàng Thị Dua, trú tại xã Triềng Hạc, có dấu hiệu chuyển dạ. Anh Tú đã đưa hai vợ chồng vào trạm y tế xã để chị Dua sinh con. Tuy nhiên khi tới được nửa đường thì chị Dua đã sinh con ngay trên xe. Được sự hỗ trợ của anh Tú, cả hai mẹ con đã mẹ tròn con vuông. Bé gái nặng 3,3 kg và được đặt tên ân nhân bà đỡ là Vàng Yến Tú. Hiện thì hình ảnh Thượng tá Nguyễn Minh Tú hóa thành bà đỡ bất đắc dĩ đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi cùng với nhiều lời khen ngợi trước hành động đẹp nêu trên. Nguồn cung giảm, giá tiếp tục tăng, thị trường thứ cấp vững chắc. Đây là thông tin về thị trường căn hộ Hà Nội thứ quý 2 năm 2024 của Savills tại buổi công bố tổng quan thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm diễn ra vào chiều nay. Theo Savills, nguồn cung mới thị trường căn hộ Hà Nội trong quý 2 năm 2024 giảm 34% theo quý và 25% theo năm với gần 2.700 căn. Số lượng căn bán được đạt hơn 5.000 căn, giảm theo quý nhưng lại tăng theo năm. Giá sơ cấp trung bình ở mức 65 triệu đồng một mét vuông. Vài năm trở lại đây, mức giá căn hộ đang tăng dần với tỷ lệ trung bình tăng 18% mỗi năm. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi dự báo là giá có sự điều chỉnh nhưng mà không thể điều chỉnh nhanh được, bởi lẽ là nguồn cung mới một trong những vấn đề mà có thể nói là chưa được giải quyết trong ngắn hạn, thì cái giá có thể là có sự điều chỉnh và nguồn cầu có thể có sự điều chỉnh. Giá sơ cấp tăng, nguồn cung giảm đã tạo điều kiện cho giá thứ cấp tăng. Các sản phẩm thứ cấp phần lớn đã sẵn sàng để ở, có đầy đủ pháp lý và giá cả phải chăng hơn. Savills dự báo Hà Nội đang ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, tạo ra nhu cầu bất động sản trước mắt và nền tảng tăng trưởng lâu dài. Các dự án trọng điểm có thể mở ra các lựa chọn nhà ở giá phải chăng tại khu vực ngoại thành và các tỉnh lân cận. Chiều nay, sau khi Viện Kiểm sát trình bày phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, công ty AIC gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 94,6 tỷ đồng. Các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án cho các bị cáo nhận thức hành vi sai phạm và tự giác khắc phục hậu quả vụ án. Thưa quý vị, trong phần luận tội và đề nghị mức án, các luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng hành vi phạm tội và mức án đề nghị của Viện Kiểm sát là phù hợp. Tuy nhiên, luật sư cũng kiến nghị hội đồng xét xử cần xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo. Tranh luận với Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa cho các bị cáo nêu hoàn cảnh phạm tội và đưa ra nhiều tình tiết xin giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ. Trong đó, bị cáo Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 11,35 tỷ đồng từ AIC. Một số bị cáo khác thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác, nghiên cứu đóng góp cho sự phát triển của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ vào các cái tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà từng bị cáo được hưởng và trên cơ sở đó thì chúng tôi cho rằng là mức án này thì cũng không phải là một cái mức án quá nghiêm khắc, bởi lẽ là trong cái đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát thì cũng có rất nhiều các cái bị cáo mà Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử là áp dụng điều 54 để xử các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng các bị cáo khác hiện đang bỏ trốn, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xử phạt nghiêm. Mức án Viện Kiểm sát đề nghị đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là 22 đến 24 năm tù. Tổng hợp hình phạt đối với hai bản án trước đó, buộc bị cáo Nhàn chấp hành hình phạt 30 năm tù. Những ngày vừa qua, mưa to kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường của tỉnh Lai Châu bị sụt sạt, ách tắc cục bộ. Đặc biệt tại đường đi huyện Mường Tè, nhiều điểm sạt lở với hàng nghìn khối đất đã khiến cho người và phương tiện không thể qua lại trong nhiều giờ đồng hồ. Địa phương này đang khẩn trương bố trí phương tiện máy móc để thông đường, khoanh vùng những khu vực có nguy cơ cao và đảm bảo an toàn cho người dân. Từ đầu mùa mưa đến nay, tỉnh Lai Châu đã có nhiều tuyến đường xảy ra hiện tượng sạt lụt, lở đất nguy hiểm, gây ách tắc cục bộ. Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Tè được biết, từ đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn huyện này có khoảng trên 500 điểm sạt lở lớn nhỏ. Đoạn này mọi năm có sạt nhiều không chú? Một năm cũng sạt nhưng mà cũng như thế này thôi. Đây đến ở trên cổ đồi kia rồi.
chỗ này thì trời là mưa to thì cũng chỗ đấy xuống rồi mà. Coi như là mưa vừa hốt đi tí mưa to là xuống tiếp. Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu nạn Cứu hộ huyện Mường Tè đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng xung kích, huy động máy móc để kịp thời khắc phục các sự cố, đảm bảo thông tuyến phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân. Ngay từ đầu mùa mưa, Phòng Kinh tế Hạ tầng của huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện ban hành cái kế hoạch đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ. Theo đó sẽ phân công cho các đơn vị bố trí nhân lực và máy móc túc trực ở trên các tuyến đường. Khi có sự cố xảy ra thì sẵn sàng bố trí phương tiện và con người thực hiện các công tác khắc phục thiên tai để tránh. Thưa quý vị, bãi rác Khánh Sơn, bãi rác lớn nhất ở Đà Nẵng đang quá tải khi mà giải pháp công nghệ lò đốt đã không thể thực hiện. Chính quyền địa phương đang phải chạy đua với thời gian trước khi quỹ đất để chôn lấp rác cạn dần, trước khi những dự án xử lý rác tiên tiến hơn thì mới chỉ ở giai đoạn đồng ý chủ trương. Mùi hôi nồng nặc đến nỗi phải đóng cửa mới ăn nổi cơm. Đây là nỗi khổ của hàng ngàn hộ dân trong bán kính 500m quanh bãi rác Khánh Sơn. Mỗi ngày Đà Nẵng thải ra hơn 1.000 tấn rác, phần lớn được vận chuyển về đây xử lý bằng cách chôn lấp, gây ra nhiều hệ lụy về môi trường. Vì ở đây là rác nó cũng ảnh hưởng tới dưới kia luôn, bay về tới dưới ở Phước Lý là vẫn hồi lúc vẫn hôi luôn chứ phải là không. Mà nói về thành phố đáng sống thì cũng phải là thành phố đáng sống thì tình là vậy. Vì đồng các khu các quy trình và các xử lý rác ở đây khá là cũng không tốt lắm. Hiện bãi rác Khánh Sơn đã bị đầy 5/6 hộc rác và sẽ không thể quá 7 hộc vì đã cạn quỹ đất. Với tình trạng chậm triển khai hai nhà máy xử lý rác, đồng thời hộc rác chôn lấp mới phải tới đầu năm 2026 mới hoàn thành, bãi rác có nguy cơ quá tải, hơn 360.000 tấn rác không có chỗ chứa vào quý 1 năm 2025. Đây cũng là băn khoăn và bức xúc lớn của cử tri quận Liên Chiểu gửi tới đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Khoảng cách giữa bãi rác và khu vực dân cư, việc thu gom rác, nước rỉ rác vẫn chưa đảm bảo, gây ra những bức xúc cho nhân dân. Chúng tôi đề nghị thành phố sớm đầu tư nhà máy xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến, nâng cấp, cải tạo các hạng mục hiện hữu, quy hoạch lại khu vực bãi rác để người dân yên tâm sinh sống tại địa bàn dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết, Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục có chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chủ trương sớm hoàn thiện nhà máy xử lý rác 650 tấn một ngày đêm, tiếp tục đầu tư nhà máy 1.000 tấn một ngày đêm. Nhưng cái khó khăn hiện nay đó là cái phương thức đầu tư cũng như là cái công nghệ để chúng ta lựa chọn. Đấy. Hiện nay công nghệ thì nó khá là phức tạp nên là Ủy ban thành phố vẫn chưa triển khai thực hiện được các cái yêu cầu này. Thì tôi đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, các đồng chí có cái báo cáo để trả lời cho cử tri đầy đủ cái quá trình này và có cái trách nhiệm báo cáo với đoàn đại biểu Quốc hội. Theo thông tin mới nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh, lựa chọn nhà thầu dự án nhà máy xử lý chất thải đa năng, diện tích gần 25.000 m2, có thời gian hoạt động 50 năm, giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng mời thầu. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 164 tỷ đồng. Tổng công suất xử lý chất thải của dự án này từ 136 đến 461 tấn mỗi ngày.